Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cho biết, năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của Vinatech đạt 46.100 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,5 triệu đô la Mỹ, tăng 10,9% so với năm 2017. Năm 2019, Vinatech phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng từ 6 đến 8% so với năm 2018. Đến nay, các doanh nghiệp trong tập đoàn đã có đơn hàng đến hết quý 1. Theo Vinatech, năm 2019, các doanh nghiệp dệt may sẽ phải đưa ra các giải pháp cụ thể với từng kịch bản thị trường. Theo đó, doanh nghiệp dệt may làm việc chặt chẽ với khách hàng cũng như doanh nghiệp sợi vải để hình thành liên kết chuỗi, cùng vượt qua khó khăn, chú trọng vào chất lượng đơn hàng, khách hàng, phấn đấu giữ vị trí top 5 các nhà sản xuất được khách hàng ưu tiên đặt hàng. Đồng thời, phát triển theo chiều sâu, nâng cấp, thay thế các máy móc thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế để sản phẩm đạt được độ chính xác cao.